Cái gì? Ồ, mấy cái cây hả? Cây nhỏ nhỏ đẹp quá. Ủa vậy đó hả? Ồ, cây một xíu à, mắc quá vậy. Như nhờ cái cũ nè, cái cũ nè. Cái cũ nó đẹp. Mua cái vòng dây đó ra. Vô đầu, vô cổ. Cái vòng dây này cột đầu, cột cổ. Để cái đầu bình thường không thích, muốn cột cho nó mệt chơi vậy. Cột cho nó mệt chơi. Đó, vô đây nè các bạn, vô cái hàng này nè các bạn. Đó, vô cái hàng này là mua được nhiêu đó. Bia Nhật nè. Đây bia Nhật đi các bạn. 3.99 chai. 2.79 chai. Bia Nhật nha các bạn. Cái này cái gì con? Bánh đó con, nhưng mà nó ngọt, thơm thơm, snack. Ờ, làm như bánh khóm nha. No, caramel, đường. Caramel. Bánh bắp, bắp khoang. Cái gì vậy? À? Trà. Nước tương. Ủa, nước tương. Nước tương này không ngon đâu, nó ngọt ngọt. Nó mặn. Rong biển nè. 2.49 bịch.
13 đồng, 13 đồng một bịch. Rong biển các bạn 3 đồng 69 bịch. Cái này nó canh ra nó cũng nhiều. Cái gì? Dạ. Mấy cái dạ này mắc thiệt á. Mấy cái dạ nhật mà. Cái đó cái gì? Cái rong biển á mà cái. Này đen đen ngộ vậy. Cái này rong ngổ gì đâu độc vậy anh? Ăn canh rồi giống như ăn cay. Cái này giống như rong biển để nấu canh á. Rong biển nó dí á ba. Nè, cái này rong biển. Ba tiếng Nhật cũng vậy luôn nè. Để con qua học thêm vài năm, vài năm cho ba coi. Ở Việt Nam á, mẹ mua giống giống vậy nè. Trong cái bịch á, mình về nấu canh ăn ngon dữ lắm. Nè, nó giống vậy nè, không phải giống vậy, mình giống vậy nè. Đó, vậy nè. Ờ, ở trong cái lá ấy, không phải cái này, cái bên này. Nè, vậy đó. Mà bữa hổm con mua cái đó nấu cũng ngon. Nhưng mà nó không có rời bằng cái kia, thấy không? Nè, mấy con bịch đậu của họ 4 đồng mà. Bịch của mình mua có mấy chục sen. Ủa, cái này là cái gì? Nhị hả? Nhị của cái gì á? Chữ nhị. Sen hả? Nhị sen. Cái này nhị sen hạt sen nè em. Không phải. Em nghĩ không phải, nhị sen chứ bự. Có sen, có sen. Ê, cái sao nó bự? Nhị nhà sen ừ. Sao nó to quá? Sen to. Mẹ, đố mẹ bịch bánh tráng này bao nhiêu tiền mẹ đó? Khoảng 12 miếng. Ôi, ở Ly Sơn Việt bán ở đồng mấy gì vậy hả? Nhưng bánh nhiều lắm. Ở là nhiều. 5 đồng rưỡi, 12 miếng. Rẻ hơn. Rẻ quá. Rẻ quá. Này, 5 đồng 49 sen. Trời ơi. Cái gì tới 7 đồng 29 như vậy nè, khô mực. Ủa không phải, cái này cái gì á? Giống như là đậu kia vậy. Thù cá, thù cá. Đậu kia á. Đậu kia á hả? Dạ. Có 4 bịch nhỏ xíu, 2 đồng qua chậm mắt. Chỉ rồi nè. Mì chỉ rồi. Ừ. Ôi, mì nó làm đẹp quá. Thì mì ở bên kia cũng hôm qua thì dẫn em đi cái chợ đó cũng vậy đó. Ừ. Cái này màu xanh, cái này là 5 đồng. Trà. 5 đồng bịch. Ừ, mắc quá. Mắc quá hả? Đi coi chơi thôi, đừng mua. Ừ. Thì vô đây coi gì nè, bán gì nè. Cái này cái gì hộp hộp nè. Cái này trứng vịt muối và trứng vịt thập thảo nhiều quá. Sao bị của Nhật hả? Ginger paste. À, cái này là không phải wasabi mà là gừng á. Wasabi nè. Gừng á. Wasabi nè con. Dạ, ở đây trên đây nè. Mình ăn hay ăn mấy cái này sao giống mấy cái mình ăn mà để ăn đồ biển vậy ta? Nè. Nước chấm á hả? Ừ. Nó no, wasabi. Sao giống như chai đồ biển mình mua đi qua vậy. Ừ. Chắc không phải. 3 đồng 29 một chai. Sriracha 4 đồng chai. Wasabi. Cái này 1 đồng 39 một hộp. Ở nhà mình mua nhiều lắm tại mua trong Costco. Ừ. Thì nó cũng vậy thôi, Costco, ăn thì nó nồng thôi chứ gì đó. Ở đây mình chợ mà không biết nha. Ừ. Dạ. Đi qua đây coi coi đồ đồ. Này đi coi đồ này nè. Trứng mắc hơn trứng ba không? Cái dĩa nhỏ xíu thì 3 đồng. Ồ. Mà nó làm đẹp quá ha. À, I think so, look at that. Nó làm cái này mấy người Nhật nuôi á bên này. Đây trứng Nhật không ạ? Ồ, trứng gà cái này. Chắc trứng gà này ăn thông minh giống như Nhật á. À, ăn thông minh giống Nhật. Cho nên mới mắc như vậy. Ôi, cá. Cái này heo anh. Heo mà sắc cục cục này chắc kho rượu. Cái này bò hả? Bò đi những bằng tên nó qua du qua du. À Kobe style. Gì? Con bò nhỏ hả? Bò nhỏ ngó nghe không? Được uống bia không? Được uống bia không? Ăn cỏ. Tốt. Vậy hả? Tại sao? Tại sao không cho nhập qua Mỹ? Cái này cá hả? Cá xe mừng. Cái này hết rồi. Dưới này là cá gì đó.
xíu à. Không phải con sứa hay gì con ức hả? Dạ hả? Nhỏ ra làm xà xiêu mì em. Cái này mực kia hả? Mực cắt sợi hả? À, sợi sợi mà. Rồi nhiêu là 8 đồng mấy? Sắc máy mà. Nó làm sạch chứ ha. Thì người ta không có làm trứng, trứng à. Cái này không sao hả? Nó này có chút xíu à. Bao nhiêu tiền? Cái này 11 đồng. Đâu rồi được bao? Cái này nhớ gì đó qua ông mấy ông cuốn. Cuốn trong mê ăn ngon. Rồi cuốn vô trong mê. Ăn bát mấy bốc. Cái gì vậy? Chị Liễm đó, trong chợ đó có luôn. Chị Liễm nó cá ngon. Cái này có cơm ngộ vậy? Cá cơm mồm. Nhỏ xíu mà. Cái cá hồi không? Cái miếng gì ngộ vậy? Ngộ trứng. Hả? Cũng trứng luôn hả? Trứng của con gì đó. Đâu có chữ này là trứng nè hả? Hả? Cá này chắc ngon lắm. Cá này béo, béo, cá chích, cá chích gì? Giống cá chích. Giống cái chích chứ không phải nè. Ủa con cá trên này cá còn gì ta? Cá còn cái này gì? Cái này là con bào ngư. Bào ngư hả? Con khóp. Thấy anh, bào ngư. Thấy không? Còn cái gì? Này cá muống không? Sự điệp á hả? Chứng cá đó hả? Dạ. Giống cái chép vậy? Không phải. Dạ thòn ha. Cá sư mình nhỏ hay gì nè ha? Không phải. Thấy thịt không em ơi? Gạo gì vậy? Gạo Nhật. Ồ, gạo này ăn khôn lắm. Gạo này ăn ra làm ra máy điện tử. Gạo này gặp nhau là cứ ăn xong vô là gặp. Hey. Như bịch. Như bịch. 30 đồng. 35 đồng. Mà có 15 thao. 35 đồng mình có thể mua 50 thao. Gạo Thái Lan của mình á. Trời, cái này nó vô bịch bịch nè. 11 đồng 99 nè, bịch vậy nè. Ăn này vô gặp ai cũng su coi. 11 đồng 99 bịch nè. Cái này giống như bánh gạo vậy á. Mắc quá, bánh chút xíu. Nè, đây nè. Cái này bánh nữa nè. Cái này là bánh gì ngộ à, bánh gì ngộ lắm nè. Bánh gì ra mềm mềm hả? Không, cứng cứng. Ủa, cứng chứ. Này bánh gạo là cái này nè. Ôi, cơm sấy, cơm sấy. Cơm sấy 6 đồng. À, nó mắc người ta. Mình nói mắc chứ người ta đâu nó mắc đâu. Người ta mua cái này cái gì mua để đi xe. Mua đi xe.